Vì sao các bệnh về gan khi phát hiện ra đều nằm ở giai đoạn cuối? Là vì lá gan của mình nó không có dây thần kinh cảm giác nhà mình ạ. Khi mà nó mệt mỏi đau ốm thì nó cũng không có thông báo gì đâu. Cho nên là nhà mình hãy nhìn vào những cái dấu hiệu này thì cho biết là lá gan của mình có gặp vấn đề hay không nha. Một là yếu sinh lý, hai là bụng dưới to, ba là mệt mỏi, chán ăn, ăn không tiêu, phân bạc, bốn là mụn mặt, mụn lưng, năm là tóc gãy rụng, sáu là hôi miệng, đắng miệng, lưỡi trắng, bảy là nước tiểu hôi trắng, tám là nóng trong rồi chảy máu cam. Vậy để làm sao để cho lá gan của mình nó được sạch và hồng, đúng không ạ? Thì nhà mình nên sử dụng là cái em diệp lục này được kết hợp từ 11 loại rau củ quả rất là lành tính, và thành phần chủ lực của nó là cây quả alfalfa nhà mình ạ. Thì là nó hàng ngày mình sử dụng vào thì nó sẽ lọc sạch cái lá gan của mình, nó làm cho lá gan của mình hồng hào trở lại nhà mình nha.